Kamen Rider Kiss tập 6. Mở đầu là đoạn phân cảnh cuối cùng của tập 5. Tên Mari đã đưa ra một lời đề nghị với Buffa: tôi sẽ dùng tấm thẻ này để rút lại, và với bàn tay điêu luyện này của mình, tôi sẽ rút được lá bài với biểu tượng của anh. Cứ tin tưởng ở tôi. Mặc dù vẻ mặt Buffa cũng đầy nghi ngờ vì tỷ lệ là quá thấp, tại sao hắn này tự tin như vậy? Chúng ta được chuyển cảnh tới phòng chờ, nơi mà Kiss đã điều tra toàn bộ thông tin về Mari. Trước đó hắn ta là một tay bạc biệp và đã bị bắt, và đang là một tên tội phạm bị truy nã vô cùng gắt gao. Thông tin này cũng đã được Nago lẫn Tycoon nhìn thấy, và họ cũng đã hiểu ra mấu chốt của vấn đề. Sau đó cuộc bốc thăm đã được diễn ra. Đúng như tên Mari đã dự tính, hắn đã bốc được Buffa và thay đổi thứ tự, đẩy tên Kamen Rider bí ẩn Punjak qua phía của Tycoon, và hắn ta chiếm lấy Buffa để tăng tỷ lệ thắng của bản thân. Mặc dù rất tức giận và đã chỉ tội đích danh về quá khứ của Mari, nhưng hắn ta đã chối lấy chối để và không có cách nào để buộc tội hắn, cũng chẳng có bằng chứng nào chứng minh hắn gian lận trong phần bốc thăm cả. Không còn cách nào khác, đành phải luyện tập với Punjak. Tycoon đang vô cùng bất lực trước tên Rider này, hắn ta hoàn toàn chẳng nghe lời gì anh và chỉ lao tới tấn công mà thôi. Kiss đã trao lại Put cho Tycoon để giúp anh có khả năng vượt qua vòng thi, vì tình hình của tên bên Jack ai nhìn vào cũng thấy là nó không ổn cho lắm. Mari đã nhìn thấy cảnh mà Kiss đưa Put Buckle on Tycoon. Hắn ta rất lo ngại về chuyện này và đã dùng bàn tay điêu luyện của mình để trộm nó và đưa cho Buffa. Nhưng Buffa cũng không thể nào để chuyện này diễn ra, mặc dù rất căm ghét Kiss và có màn đối đáp với anh về chuyện ta sẽ đánh bại tất cả những Rider như ngươi, và Kiss cũng thấu hiểu về chuyện đó. Anh chính là tên người bình thường trong trò chơi lần trước, kẻ mà đã không thể nào làm gì. Kiss đã tham gia một trò chơi trước khi anh ấy tham gia trò chơi lần này. Lúc đó Buffa chỉ là một người bình thường mà thôi. Thậm chí là hai tên Rider bí ẩn còn tấn công cả bạn của Buffa. Có thể là những vòng chơi trước họ còn không có luật lệ để sẽ tấn công người chơi. Những luật lệ như vậy chỉ được cập nhật sau này mà thôi. Quay lại phòng chờ, Tycoon đang rất buồn về chuyện mình mất đi chiếc Boost Buckle. Ai là người lấy nó? Buffa đã xuất hiện. Đây, đó đây. Mari vô cùng ngạc nhiên trước hành động của Buffa. Tại sao anh lại lấy chiếc Buckle ra? Không phải tôi đã đưa nó cho anh để chúng ta chiến thắng sao? Buffa thì không quan tâm lắm và đã đưa ra một luật: cả hai người sẽ cùng chơi cướp cờ, ai nhanh tay hơn sẽ lấy được Boost Buckle. Và tất nhiên người thắng lại là Mari. Tycoon một lần nữa mất trắng Boost Buckle. Trò chơi về những quân bài bí ẩn lại tiếp tục. Sử dụng Put và tạo ra một con trâu mái, chứ thay vì cáo như của Kiss, sử dụng năng lực của nó chuyển đổi cơ thể, Revolt On. Cùng lúc với Tycoon, điểm số đã chuyển qua cho hai người. Tại sao lại không phải là Mari? Buffa coi Mari là một tên khá đáng lo ngại, nên anh ấy âm thầm sử dụng tích kịch và bốc lại một cặp đôi mới. Và anh ấy cũng có bàn tay vô cùng điêu luyện khi bốc lại Tycoon lần nữa, khiến cho tên Mari vô cùng ngạc nhiên. Các người chơi tại sao? Còn phần còn lại, những tên kia đã bị màn phối hợp cực kỳ hủy diệt giữa Nago cùng với lại Kiss với sức mạnh của Hammer và Magnum. Màn tổng điểm được diễn ra, Kiss cao điểm vô cùng khi hạ được cả 3 cặp với số điểm là 600. 200 điểm thuộc về cặp Tycoon lẫn Buffa, còn kẻ bị loại đáng tiếc là Benjack cùng với lại Mari. Nhưng Benjack là một người trong chương trình nên hắn ta không thể nào bị loại. Trước sự tức giận của bản thân, Mari đã bị loại bỏ. Những thông tin thú vị: những người bị loại bỏ mà không bị đánh bại hoàn toàn, họ sẽ được trở về thế giới hiện tại và chốt sổ lại 4 người chơi. Chúng ta sẽ đến với những trò chơi căng thẳng hơn. Đến khi họ bị đánh bại, họ sẽ là người bị loại bỏ. Gương mặt báo cáo của cô gái với Game Master vô cùng căng thẳng. Thật sự chuyện gì và bí ẩn xoay quanh Yamato chỉ vừa mới bắt đầu. Kết thúc cặp Kiss 6.